Xin chào tất cả anh em. Hôm nay về quay một cảnh ở quê thì được một số lượng fan rất là đông, fan nhí vứt cả xe đạp ở đây để quay. Chào mọi người đi. Nào các con. Hello. Facebook của chú là gì chú? Facebook của chú là Phạm Tiến Mạnh nhá. Livestream này sẽ được cắt trên kênh Thật Mạnh Entertainment. Anh em nào mà muốn biết về phây nam chính của tôi thì ở dưới muốn nhận xét của kênh có để lại đường link ghi là phây nam chính, các bạn gì ấn click vào đường link đấy là ra phây tôi nhá. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Hiện tại thì đây vâng. Một đống trẻ con rất là vui nhộn. Cháu tên gì? Đây để chú để máy đây xong rồi ngồi nhá. Đây. Xin nhờ. Rồi. Ok chưa? Được rồi. Súng tránh ra. Anh em ai yêu quý thì bổ cho quả sẻ nhá. Điểm danh từ tên nào họ tên để mai các bác chào nào. Qua tên gì? Tên đầu tiên là bắt đầu từ cháu này. Số 1. À Nguyễn Tiến Dũng này. Rồi, số 2. Số 3. Số 3 tên gì? Phùng Bảo Tường. Toàn họ Phùng à? Mấy giờ mà Phùng rồi. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì tôi về quê vợ của em trai tôi ở Giam Giáp, thành phố Thái Bình. Nhưng đây vẫn là miền quê. Gặp được đội Phan Nhí này bầu vào để chơi, để chào. Đội Phan Nhí bảo là chú rút máy của chú ra để chụp với con kiểu ảnh. Tôi hỏi được là thế máy con đâu à? Con chưa mua. Đây có máy điện thoại chụp ảnh chưa? Chưa. Chú mua mỗi đứa cái. Chú đầu tư tiền mua đứa cái. Anh em ai đang xem bủ cái quả sẻ nhá. Không sao mọi người à? Lại toán xem thôi. Đây là. Chú này hình như là đóng đăng. Đúng rồi. Đi chơi quán bạc vậy. Bán hết cả nhà. Con cháu. Đúng rồi. Chú không? Biết là sao được. Nè, cho đàn con này. Biết làm sao này. Thôi đi học về đi, đi về đi. Thôi xin chào các cháu nhá. Xin chào nhá. Bye bye chú nhá. Bye bye. Đi, đi về đi. Mày điên à? Ba ơi, con nay con vào trong nhà con quay cảnh. Về đây ra xuống. Đi về đi. Quay cho anh em một tí vào. Đây. Đây là một số fan nhí ở quê nhá. Chuẩn luôn. Đấy. Xin chào nhá, về đi nhá. Chưa xong em ơi. Ok nhá. Okay. Chào. Được vừa xong được một số lượng lớn fan cực nhí, gọi là fan lý nhí. Với fan này thì đam mê nhưng mà chưa có máy ảnh để chụp ảnh cùng được. Xin chào Đặng Hồng Đạt nhá. Anh em xem buổi quả sẻ nhá. Hiện tại thì xin chào. Hiện tại thì đoàn đang đi về quê để quay. Đấy, xong quay cái cảnh đây thôi. Con chào ông ạ. Ông ơi. Ông đang nghỉ ở cơ. Nay con về đây con quay nhờ ông một cảnh. Vâng ạ. Vừa xong lên đến khá nhiều người xem rồi mà lại bỏ mất. Vì nãy quay không quay ngang máy. Đang bị mất chế độ. Xin chào bến đợi nhá. Chào Hoàng Đức Thanh. Chào tất cả anh em đang xem nhá. Chào Nguyễn Lộc. Chào Hoàng Hoàng. Hiện tại thì đoàn đang di chuyển tại một bối cảnh ở quê. Cảnh này được cho ra một bối cảnh đi thu nợ nhưng không thành công. Chào tất cả anh em nhé. Khả năng là Mạnh sẽ tắt livestream mà đi đây.
để quay đã, sau rồi khi nào quay xong rồi Mạnh để live stream sau. Anh đang ở gần thành phố Thái Bình, đang về quê để quay một tập. Xin cảm ơn Tuấn Mon. Chào tất cả anh em, chào chị Văn nhá. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhá. Thôi Mạnh tắt live stream đây đi. Để ấy đây, để quay đây. Xin chào, và học thoại nữa. Xin chào, tạm biệt anh em.